Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 3, giá vàng trong nước ghi nhận phiên giảm khá mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá giảm từ 100 cho đến 300 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp tục suy yếu và lùi về quanh mức 1.950 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới biến động giảm mặc dù đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 67.170.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.100.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 600 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 700.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 67.100.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 80.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 67.090.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Bos số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều, từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.254.000 đồng một lượng đến 54.800.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.254.000 đồng một lượng đến 55.800.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.954,7 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 1,7 đô la với tỷ lệ 0,09%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.949 đô la Mỹ và cao nhất 1.964 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 26.927 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm
0,79%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 102,660 điểm, trong phiên đã giảm 0,17%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy vọt lên mức 3,556% một năm, tăng 0,62% trong phiên. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng và hiện đang giao dịch ở quanh mức 73,375 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,73%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp tục suy yếu, lùi về gần mức 1.950 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55.500.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11.600.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 280.000 đồng một lượng. Giá kim loại quý trong phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh khi chịu áp lực bởi hoạt động chốt lời và thanh lý vị thế mua yếu từ các nhà giao dịch kỳ hạn. Về dài hạn, công ty nghiên cứu và research cho rằng ngay cả khi vàng chưa sẵn sàng vượt qua mức 2.000 đô la Mỹ một ounce, kim loại quý này vẫn sẽ được hỗ trợ tốt ở mức giá hiện tại vì sai lầm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn. Trong một báo cáo được công bố vào tuần trước, các nhà phân tích hàng hóa tại Research đã tái khẳng định triển vọng tăng giá của họ đối với vàng trong suốt năm 2023. Công ty này đã giữ một vị thế mua vàng kể từ tháng 11 năm 2022 khi giá vàng đang giao dịch ở quanh mức 1.750 đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Fed vẫn đang bị mắc kẹt giữa nguy cơ suy thoái kinh tế do tăng lãi suất mạnh và lạm phát tăng vọt do không hành động. Họ cho rằng giá vàng sẽ vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh chính sách kinh tế của Mỹ ngày càng không chắc chắn và nguy cơ lạm phát tăng cao. Bên cạnh vàng, công ty này cũng giữ tâm lý lạc quan về các loại hàng hóa khi cho rằng chính sách tiền tệ của Fed là sai lầm và không giải quyết được các vấn đề cơ bản thúc đẩy lạm phát. Chiến lược gia trưởng về vàng, ông Gary Milling dự báo vàng sẽ giao dịch ở quanh ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trong suốt năm 2023. Triển vọng tăng giá của vàng xuất hiện khi giá vàng quay trở lại gần 2.000 đô la Mỹ. Ông kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ yếu hơn trong năm 2023 và sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng. Ông nói rằng mặc dù Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nhưng nó sẽ không tạo ra động lực tương tự đối với đồng đô la như động thái 75 điểm cơ bản đã tạo ra trong năm ngoái. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ là trở ngại chính đối với giá vàng trong năm ngoái, và việc tăng 25 điểm cơ bản này sẽ không có tác động tương tự. Vàng không có gì phải sợ hãi từ việc tăng lãi suất thêm và sẽ tận hưởng mọi thứ từ việc cắt giảm lãi suất cuối cùng. Mặc dù đang duy trì dự báo vàng sẽ giao dịch trong phạm vi từ 1.800 cho đến 1.900 đô la Mỹ một ounce, nhưng ông nói rằng cuộc khủng hoảng đang gia tăng sẽ là một yếu tố mới hỗ trợ cho giá vàng ở mức giá hiện tại. Tuần này, nhiều dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ được công bố, bao gồm dữ liệu chi tiêu và tiêu dùng cá nhân rất được mong đợi vào phiên ngày hôm thứ Sáu, sẽ cung cấp manh mối mới về việc liệu nền kinh tế của Mỹ có đang tiến tới suy thoái hay không. Theo cuộc khảo sát các nhà đầu tư bán lẻ của hãng tin Kikunil cho thấy, 18% cho rằng giá vàng sẽ giảm nhẹ xuống còn 1.950 đô la Mỹ, 10% cho rằng giá sẽ giảm sâu về mức 1.900 đô la. Còn lại, hơn 70% nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ vượt mức 2.000 đô la Mỹ một ounce trong thời gian tới. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.